Xin chào các bạn, thì hôm nay thì Nhân mới lắp một con máy là Yuki DDL8001E. Đây là máy nhật 100% ha. Cái này là mình đang lắp ở trên là thành phố Long Khánh. Bây giờ mình mời chú vô mang thì dưỡng thử con ha. Bây giờ rồi thì bên mình sẽ lắp hỗ trợ cho các bạn là motor SDA này ở dưới đây đấy. Chưa đạp thử đi chú, vô đạp tới á. Rồi rồi dạ. Cái này là chú thợ may ha. Đấy. Chú may rất là chuyên nghiệp. Đây là máy nhật chính hãng ha. Đấy. Rồi bây giờ thì con sẽ hướng dẫn cho cô chú là cách phân biệt máy nhật, máy Trung Quốc ha. Thì bây giờ thì mình chỉ cần vợ đẩy cái máy về phía sau này chú. Nè, đẩy cái máy về phía sau ha. Rồi. Thì bây giờ ở dưới đây nó sẽ có chữ là Yuki à. Yuki nè, B1 VF số series kế bên. Ngoài ra thì nó sẽ có ký hiệu trên những con ốc đây. Chú nhớ không con ha. Rồi thì mức dầu thì mình đổ tới gạch thứ hai là được. Tại vì nãy giờ mình cũng chưa đổ dầu thì bây giờ chú đổ dầu con luôn ha. Chú đổ ha. Dầu là mình đổ tới gạch thứ hai, mình đổ vô hết luôn đi chú. Đổ bình thường vô. Dạ. Dầu là mình đổ tới gạch thứ hai luôn để nó bơm, để nó ngập trên cái bộ bơm dầu này nè. Nó sẽ bơm lên máy mình cho nó mát cái máy mình hơn, như là máy mình sẽ độ bền nó cao hơn. Rồi chú đổ hết luôn hay sao? Dạ đổ hết luôn chú. Đổ hết là thế nó quá cái tạch ạ. Dạ không, không sao đâu. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chú hạ cái chú máy giùm con. Dạ bây giờ mình hạ máy xuống nè. Bây giờ mình đẩy cái máy xuống cái này chú. Đấy. Rồi. Cái này là chú thích cái motor cơ, thích theo truyền thống ha, nhưng mà mình có tư vấn cho chú là xài motor liền trục nhưng mà chú không thích. Chú thích xài Jiguro. Đây. Trên đây thì có chỉnh được tốc độ nhanh chậm cho cái motor này, chỉ nó cộng trừ và tăng giảm tốc độ thôi. Đấy, là máy 801E chính hãng nha. Là chú đạp đi. Chú thấy cái máy này sao chú? Tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chú. Đây rồi. Đấy. Thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là lắp đặt tại nhà ha. Thì các bạn muốn xem máy tại thành phố Hồ Chí Minh cứ lại là 512 sạc 1 Trường Chinh, phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại là 0939 843 160. Ngoài ra thì gặp số điện thoại mình là 0934 937 470 để gặp mình nha. Nếu mình tư vấn trực tiếp. Thì theo cái giá máy này thì bên mình nó sẽ bán, mình sẽ để dưới đường link mô tả ở dưới. Thì các bạn cứ quan tâm thì cứ để inbox lại ha.